Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa kính chào toàn thể hội thánh, quý vị đang nhóm tại đây, cũng như quý ông bạn chị em đang theo dõi qua mạng lưới Internet ngay giờ này, hoặc là tình cờ lướt trên Facebook, trên YouTube và nhìn thấy những hình ảnh này. Cảm ơn Chúa là từ ngày 16 tháng 9 thì tôi có công việc phải rời Việt Nam qua Hàn Quốc, ở đó hơn 10 ngày. Tôi trở về được 3 ngày thì có một trường hợp rất là khẩn cấp phải đi qua Hoa Kỳ, có mặt ở trong một lễ tang của một đầy tớ Chúa là người đã rất có lòng gắn bó với công việc Chúa tại Việt Nam. Rồi ở đó 3 đêm thì chúng tôi về Đài Bắc tham dự một cái chương trình kỷ niệm của một hội thánh, học hỏi được rất nhiều. Rồi tôi trở về đây được 2 ngày thì lại ra Hà Nội để tham dự một cái chương trình cũng rất là quan trọng và trở về. Cho nên cảm ơn Chúa, hy vọng là không ai quên, phải không? Hy vọng là không ai nói ồ hôm nay có ai lạ quá. Tôi rất nhớ hội thánh, nhớ gia đình, và cảm ơn Chúa lại được trở về trong cái bầu không khí thờ phượng Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài. Và như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, nhiều khi chúng ta coi buổi nhóm như là một cái nghi lễ ràng buộc, và mình tự nhủ là mình là tín đồ tin lành, là người theo Chúa lâu năm, ngày Chủ nhật mà ở nhà có không được, chúng ta cố gắng đến. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là thời giờ rất quý báu. Giống như là gia đình của chúng tôi thì rất đông. Bố tôi thì đã về với Chúa cách đây 4 năm. Má thì là năm nay 90 tuổi rồi. Và rồi cứ mỗi tuần như vậy đó thì bà nhắn là tối hôm nay mới làm mì Quảng, mấy con về ăn. Đó là cái thời giờ thoải mái nhất. Tôi cũng không cần phải nghi lễ gì nữa, bởi vì ở giữa các em, ở giữa gia đình rất là thoải mái, thư giãn. Và chúng ta biết rằng thì giờ chúng ta đến với Chúa cũng vậy đó. Chúng ta kính kiềm, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa chờ chúng ta để chúng ta gặp gỡ Ngài, trải lòng mình ra với Ngài. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học với nhau một cái đề tài, đó là lời Chúa vẫn y nguyên. Chúng ta hãy nhìn lên màn hình và đọc chung với nhau một câu kinh thánh ở trong Giô-suê đoạn 21, từ câu 43 đến câu 45. Chúng ta hãy bắt đầu. Thế thì Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả. Và ở tại đó, Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Lòng của tôi luôn luôn xúc động và tôi muốn nói như thế này. Ngày xưa thì tôi sống ở trong gia đình bố mẹ là mục sư, và cứ mỗi buổi tối thì chúng tôi phải ngồi lại hát thánh ca, đọc kinh thánh. Và có lẽ trong tâm trí của rất nhiều người, chúng ta nghĩ rằng kinh thánh nó là một cái quyển sách dành cho tôn giáo, dành cho những gì rất cũ kỹ, những luật lệ. Nhưng mà rồi càng ngày kinh nghiệm Chúa, khám phá những lời hứa của Chúa ứng nghiệm trong đời sống của tôi, thì tôi luôn luôn muốn nói với hội thánh, với ông bạn chị em rằng lời Chúa vô cùng tuyệt vời. Lời Chúa là lời tạo nên muôn vật. Lời Chúa là lời sửa lại cuộc đời của chúng ta. Lời Chúa là lời phục hồi. Lời Chúa là lời nâng đỡ. Lời của Chúa có vô số những khía cạnh, và như buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau. Dù nhiều ngàn năm đã trôi qua, dù chúng ta nghe nói đến quyển kinh thánh, ấn tượng đầu tiên của một người có thể suy nghĩ đó là một cái gì đó cũ kỹ xưa rồi, không còn thích hợp nữa. Nhưng mà
Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta rằng lời Chúa không xưa cũ đâu. Rất xưa cũ nhưng mà giá trị vẫn y nguyên, vẫn mới mẻ, y như là ngày hôm nay. Bởi vì Chúa là đấng sống. Nhiều ngàn năm trước Ngài đã cho phép những lời đó được viết ra, nhưng ngay bây giờ Ngài đang ở đây, Ngài muốn dùng chính những lời đó để nhắn nhủ với mỗi một người trong chúng ta. Và không bao giờ là cũ kỹ. Ở đây chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Trời dẫn dân Israel vào trong vùng đất Canaan, thì Giô-suê là một người lãnh đạo kế nhiệm Môi-se. Và Giô-suê khi dẫn dân Israel vào trong đất hứa thì Chúa cũng cho phép ông đứng ra phân chia đất cho các chi phái. Và sau đó thì Chúa nói rằng Đức Chúa Trời ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ họ là Abraham, Isaac và Jacob. Dân Israel họ tiếp nhận, họ ở tại đó. Và Chúa còn tuyên bố nữa là không kẻ thù nào đứng nổi trước mặt họ. Đó là điều rất lạ lùng. Và chúng ta biết ngày hôm nay dân Do Thái ở tại xứ Palestine chưa đầy 11 triệu người. Số còn lại ở khắp nơi trên thế giới khoảng chừng 10 triệu nữa thôi. Trong khi đó chung quanh họ là cả một cái khối Ả Rập thù địch, hàng trăm triệu người luôn luôn lăm le chờ trực muốn nuốt sống người Do Thái. Nhưng mà một lần nữa thì lời của Chúa từ 4.000 năm rồi hứa cho Giô-suê là người đã rất xa, nói rằng ta hứa với các ngươi không có kẻ thù nào chống lại nổi đâu. Và còn khẳng định là chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ biết rằng trong những tháng gần đây, và thật ra là hơn một năm rồi. Và nói như vậy thì cũng không hoàn toàn đúng nữa. Bởi vì tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, 11, 12 tuổi gì đó, bắt đầu nghe ba nghe tin tức thì mình nghe lóm thôi. Thì tôi đã nghe nói về vùng Trung Đông, chiến cuộc xảy ra ở Trung Đông giữa người Ả Rập, giữa người Do Thái. Và như là một cái lò lửa vậy đó, có khi là nó bùng lên, có khi là tạm lắng xuống. Nhưng mà kể từ tháng 10 năm ngoái thì nó lại bùng lên trở lại. Lý do đó là chúng ta nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ thấy là Israel, lãnh thổ của họ ở đây, cái bờ Tây ở đây đó, nó là vùng đất dành cho người Palestine. Nhưng mà nhiều năm qua thì có một lực lượng gọi là Hamas. Hamas đã len lỏi đào những cái đường hầm ở bên dưới thành phố ở tại bờ Tây này, và thường tàn hại người Israel. Và đỉnh điểm là vào tháng 10 năm ngoái đó, thì chúng ta đã nghe rồi đó, thì là trong một cái lễ hội của người Israel, thì vào buổi sáng sớm thì những người Hamas đã xông vào trong lãnh thổ của người Israel, bắt cóc, giết rất nhiều người, và từ đó thì người Israel phải ra tay. Rồi chúng ta biết là ở phía bắc của Israel đó, cái lãnh thổ trên có tên là Lebanon, tên trong Kinh Thánh là Liban. Liban đây là biên giới, ở trên này là vùng đất Liban. Thì là nhiều năm qua, một cái lực lượng khác gọi là Hezbollah. Cả Hezbollah và Hamas đều được ủng hộ bởi Iran, là một đất nước thù địch với người Do Thái. Ở phía trên thì là người Hezbollah, ở bờ Tây ngay ở trong lòng này thì là Hamas. Và rồi khi Hamas nổi dậy thì là Hezbollah lấy cớ là cũng muốn đứng về phía Hamas để trả thù. Rồi thậm chí ở phía bên Yemen á, ở phía bên châu Phi thì Houthi cũng tấn công Israel nữa. Thế là người Israel phải đáp trả. Xin đừng hiểu lầm, buổi sáng hôm nay tôi không có đứng về phía nào hết. Đừng có nghĩ là tại sao mục sư lại nói chuyện chính trị ở đây. Thật ra là cách đây mấy tuần khi tôi đi qua bên Hàn Quốc, thì chúng tôi lắng nghe những đầy tớ Chúa là những mục sư người Ả Rập. Họ lên, họ làm chứng, lòng rất xúc động. Năm ngoái khi chúng tôi qua bên đất Palestine thì tôi đã đến thăm một số hội thánh, gặp một số mục sư người Syri, người Ả Rập, và chúng tôi yêu mến họ vô cùng. Thật ra họ cũng là dòng dõi của Abraham. Chúng ta muốn nói ở đây là kẻ thù muốn xâm chiếm Israel, và lời hứa của Chúa ở trong Giô-suê đó là Chúa nói rằng
không một kẻ thù nào có thể xâm hãm các ngươi được. Chúng ta hãy xem trong mấy tháng gần đây thôi, chưa đầy một năm nữa. Trước hết, đây là lực lượng của Hezbollah, bởi vì Hezbollah là thành lập năm 1982, Hamas thì thành lập năm 1987, có nghĩa là khá lâu rồi. Và ở phía Bắc đó, thì Hezbollah vào ngày 30 tháng 7 năm nay, có nghĩa là chừng hơn 2 tháng nay thôi, 2 tháng, chưa hơn 2 tháng, thì là một lãnh tụ của Hezbollah có tên là Fuad Shukr đã bị quân đội của Israel tiêu diệt. Và người ta nói rằng những cái tay lãnh tụ này đó như là một bóng ma, không bao giờ để lộ tung tích của mình, họp ở đâu, gặp gỡ người nào, luôn luôn di chuyển qua lại. Vậy mà chúng ta hãy chụp màn hình và rồi về ra mở Google để tìm hiểu về một số cái trường hợp này, rất là thú vị. Bằng cách nào đó quân đội Israel đã biết được vị trí của họ, nơi họ đang họp, và thế là những quả tên lửa, có khi là mìn, đến, và rồi những tay chủ chốt của cái thế lực chống lại Israel đó là Hezbollah đã bị giết chết. Trường hợp thứ hai, đó là vào ngày 20 tháng 9 năm 2024, thì một tay khác, đó là Ibrahim Akin, cũng đã bị giết chết, rất là ngoạn mục. Nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta biết là chỉ mới đây thôi thì là một cái vụ nổ. Ngày hôm nay đó thì là người Hezbollah, người ta không có muốn dùng điện thoại thông minh, bởi vì dễ theo dõi quá. Cho nên người ta dùng cái máy nhắn tin mà 25 năm trước tôi cũng có cơ hội được dùng đó. Không biết quý vị có nhớ hay không? Đó là đeo ở bên mình như thế này nè. Thí dụ như là tự nhiên nghe tít 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 tít, cầm lên xem, gọi lại cho tôi ở số mấy. Thế là phải đi ra điện thoại tìm để gọi lại cho cái người đó. 25 năm trước thì máy nhắn tin như vậy đó. Và Hezbollah đã rất cẩn thận, cho nên trang bị máy nhắn tin cho quân đội của họ, cho những con người của họ. Vậy mà người Israel bằng cách nào đó đã kích hoạt trong vòng 2 giờ đồng hồ, hàng loạt máy nhắn tin bắt đầu phát nổ và đã khiến cho 3.000 người bị thương và chết. Không phải một lần mà là 2 lần. Chúng ta nhận thấy rõ ràng là lời hứa của Chúa. Chúa đã hứa, và bằng cách nào đó Chúa ban sự khôn ngoan, Chúa ban cho cơ hội để rồi họ hoàn thành lời hứa mà Chúa đã hứa với họ. Bây giờ trường hợp khác là Hamas. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2024 thì có một người tên là Ismail Haniyeh, ông là một lãnh tụ của Hamas. Một ngày sau khi ông qua Iran để tham dự cái buổi lễ nhậm chức tổng thống của tổng thống Iran, thì là một quả tên lửa bay thẳng vào phòng ngủ của ông, không làm sụp đổ tòa nhà mà giết chết ông và một người cận vệ. Rồi mới đây nhất, hôm nay là ngày mấy ạ? Mới đây nhất ngày 16 tháng 10, hôm nay là 20, chỉ mới có 4 ngày thôi. Đó, thì một cái tay sừng sỏ nhất đó là Yahya Sinwar. Và người ta nói rằng người này chính là cái người đã từng bị bắt bỏ tù, bị giam ở trong trại tù của người Israel. Nhưng mà anh ta đã rất kiên nhẫn, cố thủ ở đó, tạo một cái vỏ bọc, coi như là làm như là mình không còn thù địch với người Israel nữa. Cho nên một ngày kia thì là trong khi Israel đó trao trả tù binh để đổi lấy một người lính Israel. Israel đã quý trọng con người lắm, cho nên người ta sẵn sàng đổi 100 tù nhân, kể cả cái tay này đây, để đổi lấy một binh sĩ Israel. Và thế là người này đã được ra. Và chúng ta biết là người ta cho biết rằng Sinwar là cái nhà thiết kế chính trong vụ tấn công làm dấy lên cái sự bùng nổ ở tại Trung Đông vào tháng 9 vừa rồi. Đó, chúng ta thấy hình ảnh đó, lợi dụng những đứa trẻ cầm súng một cách rất là sắc máu như vậy đó. Cho nên tất cả những thông tin này chúng ta có thể chụp lại và tìm kiếm tất cả những cái thông tin ở trên mạng đầy đủ hơn. Tôi chỉ muốn lướt qua để chúng ta thấy được những gì đang diễn ra ở trên thế giới.
Bây giờ trở lại với Isman Hanye, thì là người ta cho biết là cái người này đó là một trong những lãnh tụ của Hamas. Ông di chuyển liên tục qua lại và không ai biết ông ở đâu. Vậy mà vào ngày 31, thì là ông vào ngày 30 tháng 7 năm 2024 đó, thì ông đến Iran để dự một cái lễ nhậm chức của vị tổng thống Iran. Và ông ở trong một cái ngôi nhà, ông ở trong một ngôi nhà, nhà khách của quân đội Iran. Không ai biết cả, không ai biết tung tích, chắc chắn là không ai biết tung tích rồi. Sau một vài giờ lễ nhậm chức thì ông trở về phòng ngủ của mình, và vào lúc 2 giờ sáng, một quả tên lửa từ bên ngoài địa phận của Iran đã bay thẳng vào trong phòng ngủ. Và đây là cái chỗ đó làm căn nhà không bị đổ nát, không bị sụp đổ, bay thẳng vào trong phòng ngủ, giết chết cái vị này cùng với một người cận vệ. Và Iran rất là giận dữ, thậm chí báo chí nói rằng như là một cú tát vào mặt Iran, đe dọa, nhưng mà sau đó cũng không làm gì được. Chúng ta dừng lại tại đây, và thưa quý vị, tất cả những điều này đang diễn ra. Và rõ ràng là có một điều chỉ mới có 4 ngày thôi. Hôm nay là ngày 20, ngày 26. Và thật ra trong những ngày tới thì chúng ta không biết điều gì sẽ diễn ra. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một cuộc chiến, sẽ có những xung đột rất dữ dội dấy lên ở vùng đất đó. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nhắc lại cho tất cả quý vị những thông tin này. Chúng ta đã thấy rồi, đã được nghe rồi. Có người thì quan tâm tìm hiểu, có người không quan tâm đi nữa thì cũng thấy trên báo chí. Nhưng mà để chúng ta biết rằng những gì lời của Chúa cho chúng ta biết từ nhiều ngàn năm qua không bao giờ là lỗi thời cũ kỹ cả. Chúng ta hãy lắng nghe và tôi đọc một phần của câu chuyện về vua Josaphat cùng với vua Ahab, là hai vị vua của vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam, được Sử ký thứ nhì đoạn 18 kể lại như thế này. Vậy vua Israel và Josaphat, vua Juda cùng tiến đánh Ramoth Galaad. Vua Israel nói với Josaphat: tôi sẽ cải trang rồi ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. Thế là vua Israel cải trang, rồi hai vua cùng ra trận. Trước đó vua Aram đã ra lệnh cho các quan chỉ huy chiến xa rằng: đừng áp đánh ai, hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ tấn công một mình vua Israel mà thôi. Chúng ta đọc thì vua Israel chính là vua Ahab đó, còn Aram là cái vua đối địch lại với Ahab và Josaphat. Thì là người đối địch đã nói rằng: đừng có đụng đến ai, hãy tìm giết vua Ahab là vua Israel cho ta. Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Josaphat thì nói rằng: đó là vua Israel. Họ liền quay sang tấn công vua. Josaphat kêu cứu và Đức Giê-hô-va giải cứu người. Đức Chúa Trời khiến họ rời khỏi người. Vì khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Israel thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ có một người tình cờ dương cung bắn trúng vua Israel, nhằm ngay chỗ mối áo giáp đâu lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng: hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trường, vì ta bị thương nặng. Thế trận hôm ấy trở nên ác liệt, nhưng vua Israel vẫn đứng vịn trên xe mình, đối mặt với quân Aram cho đến chiều tối. Vào lúc mặt trời lặn thì vua chết. Quý vị chụp lại màn hình, và tôi hy vọng là về quý vị nên đọc lại cả đoạn 18. Chúng ta không có thời giờ để đọc lại hết đâu, nhưng mà đại khái câu chuyện đó là vua Israel có tên là Ahab đã liên minh với vua phía Nam là Josaphat đi đến đánh Aram. Họ cũng cầu nguyện, nhưng mà rồi một tiên tri giả, những tiên tri giả đến nói rằng: đi đi, vua sẽ thắng. Trong khi đó thì Josaphat cảm thấy ngợ ngợ, vì dường như là Chúa không muốn như vậy. Cho nên Josaphat nói rằng: còn ai không, còn tiên tri nào không? Và câu chuyện nói rằng có một người tên là Miche, nhưng mà tay đó hay chống lại tôi lắm, cho nên tôi ghét, tôi không muốn nghe cái lời của người Đức Chúa Trời như vậy. Sau đó mời Miche đến, thì Miche cũng ban đầu thì nói mỉa: các ông đi lên đi, sẽ thắng đó. Nhưng Miche cũng nói thêm chi tiết là: ta thấy
đạo quân của Đức Chúa Trời tan lạc như một bầy chiên không có người chăn. Điều đó hàm ý rằng đạo quân sẽ trở về mà không còn vua. Nhưng mà Ahab đã định ý rồi, cho nên cầu nguyện thì cầu nguyện, nhưng mà cứ đi. Và chúng ta thấy rốt cuộc là như vậy đó. Có một câu nói như thế này: Đức Chúa Trời nhìn thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Thật là đúng trong hoàn cảnh này. Kinh Thánh thì dùng chữ tình cờ, nhưng mà làm sao mà tình cờ được? Bởi vì chúng ta biết rằng ngày hôm nay đó, áo giáp có thể là bằng cái tối tân hơn, nhưng mà ngày xưa đó thì áo giáp bằng những cái vảy, giống như những cái vảy vậy đó, xếp chồng lại với nhau. Bởi vì nếu áo giáp mà một miếng thì làm sao mà cử động? Và rồi đã cải trang rồi, đã không cho mình biết, người ta biết mình là vua Ahab rồi. Vậy mà rồi lời của Chúa nói rằng vua sẽ chết, đoàn quân trở về như là chiên không có người chăn. Và chúng ta thấy sự thể đã diễn ra. Một mũi tên bay vào trúng vua Ahab ở chỗ mà hai mối giáp đâu lại. Có nghĩa là chỉ cần nhích qua một vài ly thôi, nhích lên một vài ly thôi, thì là cái vảy giáp sẽ bảo vệ vua. Nhưng mà đúng chính xác vào cái chỗ hở giữa hai mối giáp, và Ahab đã chết. Tôi không biết khi quý vị nghe những lời này buổi sáng hôm nay thì chúng ta nghĩ gì. Thật là kinh ngạc, phải không? Thật đáng kinh sợ. Khi Chúa đã nói, đừng tưởng là nói thì nói vậy mà làm sao xảy ra được. Khi Chúa đã nói thì Chúa sẽ có cách để làm cho nó hoàn thành. Khi Chúa nói Ngài sẽ chữa lành cho con, lúc bây giờ chúng ta tranh chiến, Chúa nói vậy chứ bệnh của con đó có mấy ai mà được lành đâu. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi xin giải cứu nan đề của con, thì ngay lập tức có một sự tranh chiến. Nói vậy thôi, nan đề của tôi lớn lắm, không ai có thể giúp được đâu. Buổi sáng hôm nay tôi muốn thưa với tất cả quý vị những điều này. Đây là sự thật, đây là những điều đang diễn ra. Lời của Chúa vẫn y nguyên, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Đó chính là lý do mà mỗi buổi sáng Chủ nhật chúng ta đến với nhau để lắng nghe lời của Ngài. Đó là lý do mà chúng ta biết rằng mình có một Đức Chúa Trời đấng tối cao kiểm soát từng chi tiết trên cuộc đời của chúng ta. Sợi tóc trên đầu của chúng ta Ngài cũng đã đếm hết rồi. Ngài biết điều chúng ta không biết. Và chúng ta muốn nói rằng Chúa ơi, con xin được Ngài hướng dẫn, bảo vệ con, bởi vì con không thể tự quyết định cho cuộc đời của mình đâu. Tất cả lời của Chúa là chính xác, sẽ được ứng nghiệm, dù tưởng chừng như không thể xảy ra được. Dĩ nhiên, nói về việc áp dụng lời của Chúa đó thì có vô số những lĩnh vực. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì tôi chỉ muốn nhắc chúng ta hai điều thôi. Thứ nhất, ở trong Dân Số Ký thì Chúa đã nổi giận đối với người Israel. Và Kinh Thánh nói rằng ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Và Chúa giận quá, Chúa nói hãy nói với dân chúng rằng ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Chúng ta biết là người Do Thái bị làm nô lệ trong xứ Ai Cập. Suốt 400 năm họ phải than thở với Chúa. Bây giờ Chúa giải cứu họ ra, Chúa ban nước cho họ ở trong đồng vắng, Chúa bảo vệ họ ban ngày ban đêm, Chúa chu cấp đầy đủ hết. Vậy mà bản chất của con người là sao? Cứ lầm bầm, không biết ơn Chúa. Gặp một cái chuyện gì đó không vui là cứ than thở, cứ tiêu cực, cứ lầm bầm. Không biết tôi nói điều đó có đụng đến ai không? Tôi thấy cũng nhột á. Tại vì nó phản ánh con người của tôi đó. Đó là con người thật của mình đó. Khi Chúa ban phước cho chúng ta thì chúng ta nói cảm ơn Chúa, Ngài yêu con, chúng ta cảm tạ Chúa. Nhưng mà khi có một cái điều gì đó không như điều mình mong muốn xảy ra, chúng ta bắt đầu lầm bầm rồi. Ông bạn chị em ơi,
buổi sáng hôm nay hãy nghiêm túc nghe lời của Chúa. Chúng ta có muốn làm cho Chúa giận không? Chắc chắn là không rồi. Ngài mà giận chúng ta thì còn chỗ nào để sống nữa. Cho nên kể từ hôm nay hãy thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin cứu con khỏi sự vô ơn, xin cứu con khỏi sự lầm bầm. Cho dù Ngài cho phép hoàn cảnh nào xảy đến trên cuộc đời của con thì xin cho con bình tĩnh, bởi vì điều Ngài ban cho con quá nhiều hơn tất cả những gì mà con đang đối diện bây giờ. Nhiều năm qua có một bài thánh ca rất là phổ biến, đó là vạn lời tạ ơn. Mỗi ngày cho một ly sữa, bữa đó cho nửa ly, bắt đầu càm ràm rồi. Sao bữa nay có nửa ly à? Trong khi đó đối với một người khác thì nói: ô, hôm nay mình được tới nửa ly sữa là cũng một sự việc thôi, đúng không quý vị? Cái nhìn nhận, thái độ khác nhau. Và thưa ông bạn chị em, lời của Chúa nghiêm túc để nói với chúng ta rằng chúng ta sống trên cuộc đời này, chia ly, mất mát, đau ốm, bệnh tật là chuyện bình thường. Bởi vì thế giới này đã bị hư hoại, chờ đợi ngày dành cho lửa. Do vậy chúng ta có phần ở trong vương quốc đời đời, cho nên không thể tránh khỏi được đâu. Hãy cam kết với Chúa kể từ hôm nay rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho con luôn có một cái nhìn tích cực, bởi vì tình yêu của Ngài dành cho con không bao giờ thay đổi. Bởi vì những lời hứa của Ngài dành cho cuộc đời của con là nhiều lắm, thảy đều ứng nghiệm hết. Roma đoạn 8 câu 28 thì nói gì? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Hãy học thuộc lòng câu này, vì Kinh Thánh nói thế nào? Mọi sự hiệp lại. Chúng ta thì nói là cái gì tốt thì mới làm ích, còn cái mà con thấy xấu á, làm sao làm ích được Chúa? Đó là bản chất tự nhiên của con người. Nhưng mà khi lời của Chúa đã nói thì không sai đâu. Chúng ta đã từng học về cuộc đời của Joseph rồi, đúng không? Joseph đang sống yên ổn với người cha của mình thì tự nhiên bị các anh ganh ghét vì một cái lý do rất là nhỏ thôi. Thế là các anh bắt Joseph bỏ xuống hố. Trong khi bỏ xuống hố thì là thấy một đoàn lái buôn Ai Cập đi ngang qua đằng xa. Các anh nói là: thôi bây giờ đừng có đổ máu nó, bây giờ hãy đem bán nó cho những người lái buôn Ai Cập đi. Thế là các anh đem Joseph vớt lên khỏi hố, bán cho người lái buôn Ai Cập. Thế là từ đó đi qua Ai Cập, một chàng trai 16 tuổi mà phải xa cha mẹ, cha thì đang rất cưng, bây giờ phải bị đi đến xứ lạ quê người, không ai thân thuộc. Chắc chắn là ông con thấy cuộc đời của mình sao hẩm hiu đến như vậy. Mọi sự hiệp lại ích gì Chúa ơi? Tại sao con lại ra nông nỗi này? Rồi chúng ta thấy rằng khi Joseph đến Ai Cập đó, thì sau đó được bị kể là một tên nô lệ. Cho nên quan thị vệ đã ra ngoài chợ nô lệ và mua cái chàng trai này đem về. Ôi, ở quê đó thì con là con cưng, bây giờ ở nơi xứ lạ quê người con là một tên nô lệ, sao cuộc đời của con hẩm hiu vậy? Chúng ta ngồi lại chúng ta hùa mà chúng ta than vãn đó thì có lý lắm, đúng không? Rất có lý. Nhưng mà rồi Joseph cũng chưa yên, là một nô lệ phục vụ lại bị vu oan và bây giờ bị bắt bỏ vào trong tù. Ôi, đủ lý do để phàn nàn cả. Ở trong tù thì quen được hai vị quan, trong khi trò chuyện với nhau thì một trong hai ông quan hứa là: khi tôi được ra tù tôi sẽ nói với vua về việc của cậu, và chắc chắn sớm muộn gì cậu cũng được tha thôi, bởi vì tôi biết cậu oan ức lắm. Nhưng mà ông ra ông quên mất luôn. Rõ ràng là toàn những cái chuyện hẩm hiu đến trong cuộc đời của Joseph. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy kết cục của Joseph là gì? Joseph đã được trở thành nhân vật thứ hai ở trong đế quốc Ai Cập, đến nỗi Pharaoh nói rằng: ta hơn ngươi chỉ vì cái tước vị là vua thôi, còn nếu không có ngươi thì là vương quốc này không tồn tại được đâu. Chúng ta hãy nhìn đi, làm sao mà một đứa trai 16 tuổi ở quê xa tít tò lại có thể đến được Ai Cập? Lúc bây giờ Ai Cập là một đế quốc
xây dựng những kim tự tháp, Pharaoh Ai Cập luôn được nhắc đến ngày hôm nay, người ta vẫn đang thán phục, tìm tòi. Làm sao một chàng trai 16 tuổi có đủ tiền để đi qua Ai Cập? Rồi đi qua Ai Cập, ở đâu? Ăn cái gì? Sống ở đâu? Gõ cửa nhà ai để xin việc làm bây giờ? Chính vị quan đã nghiễm nhiên đem chàng trai này về ở trong nhà của mình, rồi đưa vào trong tù. Ở trong tù thì mấy vị quan không có, chỉ ăn rồi nói chuyện phiếm với nhau thôi. Thế là mấy ông quan nói, tôi ở trong tù đó, tôi muốn đi gặp hoàng hậu đó, thì phải qua thế này thế kia, phải gặp người này, rồi phải ăn mặc ra làm sao. Tất cả đường đi nước bước ngóc ngách ở trong tù thì Joseph nghe lóm được hết. Thế là một ngày Chúa đưa Joseph vào trong hoàng cung. Joseph đã được huấn luyện mà ông không hề biết. Quý vị ơi, hãy suy nghĩ đến điều đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi vẫn thường nói rằng, Chúa ơi, nếu con không trải qua những năm tháng mà cuộc đời của con oán trách Chúa, con sẽ không được như thế này đâu. Con sẽ không hiểu về cuộc đời, con sẽ không ích lợi cho những người chung quanh. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, bởi vì ngày xưa con phàn nàn oán trách Chúa, nghĩ rằng Ngài đã bỏ con trong những hoàn cảnh tệ hại. Nhưng bây giờ con biết mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay, lời của Chúa. Tôi không biết quý vị đang gặp những cảnh ngộ nào. Có thể trong đời sống chúng ta đã từng than thở, Chúa ơi, sao điều này lại xảy đến cho con? Sao cuộc đời của con, gia đình của con, công việc của con lại ra nông nỗi thế này? Hãy nhớ rằng Chúa đã quyết định chọn yêu chúng ta, và Ngài nói rằng tình yêu của ta với con chưa bao giờ thay đổi. Ngài nói rằng ta chưa đổi ý với con đâu, ta vẫn yêu con như ngày nào. Chúng ta hãy tin cậy Chúa, bình tĩnh đủ, bởi vì nhiều khi chúng ta quá vội vàng. Có nhiều khi chúng ta hiểu được trong cuộc đời này, nhưng cũng có khi phải bước vào trong nước đời đời, lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được vì sao Chúa để cho chúng ta ở trong cảnh ngộ mà mình đang đối diện. Và buổi sáng hôm nay, một lần nữa lời của Chúa vô cùng quý báu. Tôi không có nhiều thời giờ để chia sẻ về nhiều điều khác nhau, về nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà mỗi chúng ta đều có thể có một quyển Kinh Thánh cho riêng mình. Hãy đọc, hãy nghiền ngẫm, hãy lấy đức tin để nhận lấy. Và tất cả những điều đó sẽ ứng nghiệm cho cuộc đời của chúng ta. Tôi mời quý vị hãy đứng lên, chúng ta hãy đọc với nhau một cách chậm rãi Thi Thiên thứ 19, từ câu 7 cho đến câu thứ 9. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui vừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Xin chúng ta hãy cầu nguyện trong thời giờ này. Xin mời ban thờ phượng hãy bước lên. Chúa của chúng ta thật tuyệt vời. Lời của Ngài vẫn y nguyên. Những tin tức, những sự việc diễn ra, Ngài muốn nói với chúng ta rằng, con ơi, con ơi, ta là đấng sống đang ở đây, ta ở gần con, hãy tin cậy nơi ta. Có lời hứa nào của Chúa dành cho quý vị mà chúng ta trong những giây phút bối rối, vì tai ương, vì hoạn nạn, vì những điều không mong muốn ập đến, chúng ta đã quên? Ngay bây giờ hãy nhắc lại
có thể là một câu kinh thánh, có thể là một ý tưởng mà Chúa đã từng nhắn nhủ với chúng ta. Đã hơn một lần, dù chúng ta là ai, Chúa ôm ấp lấy chúng ta và nói rằng: con ơi, con có biết rằng ta yêu con nhiều lắm không? Đừng để ma quỷ lừa dối chúng ta vì những nan đề mà chúng ta đang đối diện. Lời của Chúa được nhắc lại buổi sáng hôm nay để khẳng định với chúng ta rằng nhiều ngàn năm từ trước vô cùng, Chúa vẫn đang sống. Ngài đang ở giữa chúng ta, đang ở giữa hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta sẽ không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Những hoạn nạn, những thử thách thoạt đầu là cớ buồn bã, nhưng về sau sẽ sanh ra bông trái vui mừng bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập. Chúa ơi, con xin hạ lòng mình xuống phủ phục trước mặt Ngài vì những lời rất đơn sơ, quen thuộc, có lúc tưởng chừng nhàm chán, nhưng đó là lời từ một Đức Chúa Trời chung thủy, đầy uy quyền, đấng sống đang kiểm soát từng chi tiết trong lịch sử của thế giới cũng như trong cuộc đời của mỗi chúng con. Lời hứa của Ngài không thay đổi. Con cầu nguyện ai trong chúng con đối diện với bệnh tật, ngay bây giờ lời Chúa đem sự chữa lành. Ai trong chúng con đang nản lòng thất vọng, lời Chúa là sự sống cho linh hồn, cho thân thể, cho tâm trí của chúng con. Ai trong chúng con đang mòn mỏi, lời Chúa sẽ vực chúng con dậy, tiếp tục tin cậy Ngài cho đến trường chúng con nhận biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cầu nguyện để mỗi một người đang đứng trước mặt Chúa đây sẽ nắm lấy lời hứa không bao giờ thay đổi của Ngài cho đến chừng chúng con trải nghiệm nó trong cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.